Hôm nay mưa gió, tận dụng lúc nhàn rỗi, anh Cường chẻ củi giúp vợ. Từng là công nhân của công ty đóng tàu Nam Triệu thuộc tập đoàn Vinasin. Tuy nhiên, từ khi doanh nghiệp này bị khủng hoảng, anh và hàng nghìn công nhân rơi vào cảnh thất nghiệp. Bàn tay vốn quen với kìm sắt, máy hàn, nay chỉ về thổi cơm giúp vợ. Không công ăn việc làm, người đàn ông vốn là trụ cột trong gia đình như anh, không khỏi cảm thấy chơi với. Tôi vào 2005, mà bây giờ công việc lương đậu thấp quá, phải nằm ngoài. Gia đình khó khăn phải đi ra ngoài làm. Cách nhà anh Cường không xa là nhà bà Phạm Thị Yến. Gọi là nhà, nhưng bà Yến không khỏi chua chát. Bởi mái đã dột trên, nát dưới. Những ngày thường, trong nhà chỉ có ba bà cháu với nhau. Bàn giao đất ruộng cho công ty Nam Triệu xây dựng nhà xưởng, hai đứa con của bà cũng trở thành công nhân trong công ty. Nhưng từ đầu năm 2012, cả hai đều không còn việc làm. Thất nghiệp, không đất sản xuất, còn cái bà phải đi tha hương cầu thực. Công nhân thì công ăn việc làm cũng có, nên con cái không có việc nên cho nên đói không có cái gì cả. Qua ngày chỉ có đi mua cua bắt ốc về được 50 quyền lại đóng tiền học cho con cháu này. Bị công ty nợ lương từ hồi tháng 3 năm 2012 và chưa biết đến thời gian hoàn trả. Nhiều công nhân trong các công ty đóng tàu của Vinasin ở Hải Phòng còn bị công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Nhiều người phải ra ngoài làm thuê kiếm sống, nhưng cũng không ít trong số họ lấy cờ bạc, rượu chè làm bạn. Đây cũng là thực trạng nhức nhối tại nhiều địa phương có con em là công nhân từng làm việc cho Vinasin. Và cái lượng mà lao động hiện nay đôi đưa và thất nghiệp do cái ảnh hưởng của suy thoái thì nó tác động rất lớn về mặt xã hội cũng như là về mặt an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương. Thế và cái nguy cơ mà coi như là Tam Hưng nghèo trở lại là sẽ trong tầm tay. Tập đoàn Vinasin từng mang kỳ vọng chinh phục đại dương, thay đổi vị trí chiến lược của Việt Nam trên bản đồ hàng hải thế giới. Tuy nhiên, khi mà kỳ vọng chưa thành hiện thực, thì con số 96.000 tỷ đồng thua lỗ, thất thoát của tập đoàn này đã khiến cho ngành công nghiệp đóng tàu của đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Không chỉ gây thất thoát, Vinasin còn khiến hàng ngàn người lao động bị mất việc làm. Không ít người trong số họ dù được đào tạo nghề đóng tàu chuyên nghiệp, nhưng lại đang chịu cảnh thất nghiệp. Cuộc sống của công nhân lao đao không chỉ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình của họ, mà còn là vấn đề lớn đối với an sinh xã hội. Bên cạnh đó, một lượng lớn tài nguyên con người đang dần bị lãng phí. Thứ tài nguyên không phải một sớm một chiều có được.